Wow, nó không sợ chết luôn anh em ơi. Wow. Bây giờ mày ra đây tiếp đi. Ui, không sợ. Ây, mày này. Mày này. Wow. Mày giỏi tinh, giỏi tinh, giỏi tinh. Mày giỏi tinh rồi. Ui. Ui, còn ghi anh em. Thằng ghi rồi. Ui, ui, ui. Anh yêu ơi, yêu ơi. Thằng ghi, thằng ghi. Nhìn đi, nhìn đi. Nó này, nó vào đây rồi. Nhìn, trong bùi này. Đâu, nó vừa nước vào đây rồi. Đâu, đấy à? Ừ, nó vừa đây, nó chui trong này rồi. Nó chui trong bụi này rồi. Ồ, con Haki. Ui, con Haki nó chui trong bụi rồi anh em ơi. Ui, ui. Ồ, mày nó chạy chết luôn. Kìa, nó như kia kìa. Đâu, nó đang sau kia kìa, đang sau kìa. Ui, anh em ơi, con Haki nó vừa đang sau kia kìa. Ồ, hôm nay mày nó chạy nó chết luôn anh em nhá. Đó là nước, em vừa nhìn nó đằng sau ấy. Anh em ạ. Ui, kia kìa. Nhìn thấy nó kìa. Nó ở giữa kìa. Nó nằm ở giữa ấy. Ô, mẹ, nó chạy rồi. Ui, nó chạy rồi em nha. Nó chạy luôn nhá. Ai à. Nó chùi trong ở giữa rồi. Ai à. Ôm mẹ, nó chạy luôn. Vừa thấy, thấy nó chùi đúng không? Nó chùi trong giữa. Chắc chắn nó chùi trong giữa rồi. Nó vừa đứng đây này. Ôi. Kìa, luôn giữa kìa, luôn giữa kìa. Ui, bây giờ. Ui. Ui. Ui, nó sau kìa anh ơi. Wow. Ui, kìa. Ui, kìa. Ui, kìa nó kìa. Nó chạy ra rồi, đập nó đi. Ui. Ui. Nó chết rồi. Kìa. Ui. Ui, nó chạy. Ui, nó từ trong nó, cái đống nó chạy ra rồi. Wow. Ui. Ui. Nó ở bên trong rồi, nó ở trong. Kìa. Dưới kìa. Ui, chưa chết à? Còn này chưa chết rồi anh em ơi. Mất luôn. Kìa. Ui, khá con. Ui. Ui, mùi thơm thịt nướng rồi. Nó hồ ly chết rồi. Hình như hồ ly tinh. Chết rồi. Ừ. Nhìn nó ở dưới đấy anh ơi. Thơm lắm anh ơi. Ôi trời, có mùi gì không? Nó kia. Ôi, nó chạy kìa anh ơi. Kia đuổi nó. Kia nó chạy vào nhà rồi. Đuổi nó. Nhanh. Ui. Nhanh chạy nhanh kia. Ui, mày thấy là mày vừa mới đốt chiếc con hồ ly thôi. Anh em nhìn này. Con hồ ly, quỷ chúa chết đâu. Con này hồ ly tinh chắc chắn là chết rồi anh em nhá. Ui, thơm lắm. Con giết quỷ, tiêu diệt con quỷ hồ ly tinh này nữa. Ok, mày anh đốt tiếp. Tốt rồi. Em vào nhìn xem rồi, anh nên thấy được đốt tiếp. Ui, anh em nhìn này. Nó vừa chạy vào trong này xong anh em ơi. Ui. Ui. Ui, ui. Không phải nó vừa vào trong này anh em ơi. Nó vừa chạy vào đây rồi. Con hồ ly tinh. Ui, nó vào trong. Kìa anh em ơi. Vừa tốt tốt mà không chết à? Vừa mới tốt kìa không chết, bây giờ mình sẽ đốt cho nhà luôn, cho chết luôn. Vừa rồi là chết con hồ ly tinh rồi anh em ạ. Cái này vào người nhá. Ôi, chết con hồ ly tinh rồi anh em ơi. Ngửa chứ. Quấy. Phải ra đây. Nó chưa biết đấy đâu. Quấy, nhìn nó kìa, dưới kìa. Mày ơi. Wow. Nó chạy anh em ạ, nó sợ quá nó chạy. Mày chết rồi. Wow. Kìa anh em ơi. Anh gãy nhá. Mày ơi. Ai nó muốn bên trong kìa. Wow. Ui, bên trong kia mày chết chắc rồi. Ây da. Nhìn nó ra kìa. Wow, nó không sợ chết luôn anh em ơi. Wow. Bây giờ mày ra đây tiếp đi. Ui, không sợ. Ây, mày này. Mày này. Wow. Ui. Ui kìa. Nó chạy rồi anh em ơi. Mày tưởng mày thấy lửa mày không sợ. Anh em ơi. Mày chết chắc rồi. Mày. Wow. Thế đâu rồi anh em ơi. Này, hôm nay chết rồi anh em ơi. Wow. Rồi. Kìa nó bên trong anh ơi. Ây. Wow.
À, bị thiêu sống cho gửi khói chết anh em ơi. Con này nó sẽ bị sặc vào cái khói nó chết luôn. Anh em nhìn nhá, con này mình sẽ cho nó trực tiếp vào con này. Wow, múa luôn đấy em ơi, múa lửa luôn đấy em ơi. Múa lửa bắt hồn tinh. Giết con khăn kinh tinh. Ủa nhìn nó ra kìa. Kiểu nó ra rồi. Nó sặc khói nó không chịu nữa rồi. Con này sặc khói nó không chịu nó ra rồi. Nó chạy luôn. Mình vào mình xông vào mình chọc vào thật. Xông vào luôn đi ơi. Xông vào luôn, ra luôn. Ui, xông vào luôn. Thế rồi. Ui, khói thiệt nha mày, khói. Xông vào luôn, ra ngoài đây ơi. Nó chưa chết rồi nha mày. Ui rồi, rồi con khát cái gì nữa chứ chết rồi, khỏe rồi, con này nó khỏe lắm anh em ạ. Rồi, đột như thế mà nó không chết rồi. Thế không chết nó khỏe sức mạnh kinh khủng lắm em ơi. Con này nó không sợ lửa anh em ạ. Khát gì nhá anh em nhá, gì nó không sợ lửa đâu. Ui, mày kinh thật đấy con này. Nó quá khỏe anh em ạ, con khắc ghi tinh nó rất khỏe luôn. Chết. Như mình đốt thế chết rồi, nhưng mà con này đốt cháy hết. Dùi hết cây rồi không chết. Khắc ghi nó có thể tránh lửa anh em nhá. Luôn. Nhưng con hồ lý tinh này như trọng này chết rồi. Ui, ui cái đầu dưới đây. Mày đúng rồi. Ấy mày này. Nát đầu luôn rồi. Khả bác coi chết rồi. Lượng xác luôn đi. Ấy mày kìa. Ui da. Ui ơi sói tinh. Chết rồi. Mày chết à. Ấy. Ấy. Giữa bẻ cổ luôn. Bẻ cổ luôn ơi. Mày Đi, nhanh đi thôi anh ơi. Chúng ta đi rồi. Ôi nhìn nó vẫn còn được cửa cái anh em cả.